Kính chào quý vị và các bạn, bản tin dịch COVID-19 tại Việt Nam sáng 14 tháng 5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam có 73 ca mắc COVID-19 mới trong nước. Giám đốc Hasinko bị tạm đình chỉ chức vụ do phòng dịch kém. Việt Nam mong các nước miễn trừ bản quyền vaccine COVID-19. Khởi tố vụ án tại ổ dịch thẩm mỹ viện Amida ở Đà Nẵng. Việt Nam sắp có thêm gần 1,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hai người bị phạt tiền vì thông tin sai sự thật về COVID-19 trên Zalo. Sau đây là các thông tin chi tiết. Tối 13 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 mới trong nước, trong đó Đà Nẵng có nhiều nhất với 10 bệnh nhân. 19 ca ghi nhận trong nước gồm có 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Bắc Ninh, 3 ca ở Vĩnh Phúc, 1 ca ở Hà Nội và 1 ca ở Bắc Giang. Đây là 19 ca mắc COVID-19 được phát hiện trong khu cách ly do khoanh vùng truy vết người tiếp xúc từ các ổ dịch phát hiện trước đó. Tính đến hết ngày 13 tháng 5, tổng số ca mắc COVID-19 do Bộ Y tế công bố là 73 ca. Bộ Y tế Việt Nam cảnh báo nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào nước ta rất cao nếu không kiểm soát chặt chẽ đường biên giới. Người dân nên tiếp tục nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K. Theo Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận có hơn 160 triệu ca COVID-19, trong đó hơn 3,3 triệu người đã tử vong. Đứng thứ nhất về số ca mắc là Mỹ, sau đó là Ấn Độ và Brazil. Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Hasinko đã xem xét tạm thời đình chỉ chức vụ bí thư đảng ủy, giám đốc Hasinko đối với ông Nguyễn Văn Thanh để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Văn Thanh và vợ là hai trong số những ca mắc COVID-19 mới nhất của Hà Nội được phát hiện vào ngày 12 tháng 5 khi hai vợ chồng ông đến khám bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô sau khi có dấu hiệu ho đau họng. Theo CDC Hà Nội, hai vợ chồng ông Thanh có lịch sử dịch tễ khá phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Cho đến tối qua, có 4 người mắc COVID-19 liên quan đến ông Thanh. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội chiều 13 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, đồng thời cũng đề nghị tổ chức kiểm điểm đình chỉ công tác đối với ông Thanh. Liên quan đến thông tin về chương trình chia sẻ vaccine COVID-19 của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát và các nước tiến hành nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh, Việt Nam cũng đã rất nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán với các đối tác cung cấp vaccine phòng COVID-19 trên thế giới để sớm nhập khẩu vaccine về sử dụng trong nước. Cho đến nay, Việt Nam đã tiếp cận với một số nguồn cung cấp vaccine và đã có cam kết cung ứng chương trình COVAX Facility từ nhà sản xuất vaccine AstraZeneca và đang thực hiện tiêm chủng cho đối tượng ưu tiên. Ngoài nguồn cung cấp vaccine nhập khẩu, Việt Nam đang thúc đẩy việc nghiên cứu phát triển vaccine ở trong nước, đồng thời để mở ra cơ hội khống chế sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này. Việt Nam cũng mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền với vaccine COVID-19 để các loại vaccine sớm được phổ biến rộng rãi ở các nước trên thế giới. Trưa 13 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Amida về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người. Công an đang lấy lời khai giám đốc thẩm mỹ viện và những người có liên quan để xác định trách nhiệm từng cá nhân. Theo điều tra ban đầu, thẩm mỹ viện này đã vô tư tổ chức sự kiện đông người, không đeo khẩu trang bất chấp quy định phòng chống dịch của chính quyền thành phố Đà Nẵng. Ổ dịch thẩm mỹ viện Amida ghi nhận nhiều nhân viên và người tiếp xúc mắc COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết ngày 16 tháng 5 tới đây sẽ có thêm gần 1,7 triệu liều AstraZeneca qua nguồn COVAX Facility được chuyển giao cho Việt Nam. Bộ Y tế sẽ tiến hành phân bổ nguồn vaccine này cho các đơn vị địa phương để thực hiện tiêm chủng phòng chống dịch COVID-19 theo kế hoạch đề ra. Bộ Y tế đã và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán các nguồn vaccine để đảm bảo đủ vaccine tiêm chủng cho người dân, ông Long cho hay. Song song đó, Bộ Y tế cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tiêm chủng an toàn của chiến dịch tiêm chủng lớn nhất cho người dân. Tính đến hết ngày 12 tháng 5, cả nước đã có 62 tỉnh, thành phố hoàn thành tiêm chủng vaccine COVID-19 với 942.030 mũi tiêm vaccine AstraZeneca cho đối tượng ưu tiên. Ngày 13 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 người, mỗi người 10 triệu đồng do đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 10 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một trường hợp ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới dương tính với COVID-19. Sau khi nhận thông tin, lực lượng của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc làm rõ hai người trên đã đăng tải thông tin đó trên nhóm Zalo của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm hai lớp học trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.